Đây các bạn này, một chiếc máy màn hình cong nhé, như Note 9 này, những dòng của Samsung, dòng của Xiaomi ấy, thì mình khuyên thật các bạn là không nên dán cái cường lực UV nữa nhé. Thực ra nó giòn như bánh đa rồi đấy các bạn nhìn. Đấy, bấm cái móng tay vào khi nó vỡ rồi nhé. Đấy, rất là giòn, mà nói thật với các bạn, nếu mà bên nào nó dán ấy, nó chiếu vừa thôi, nó chiếu UV ít ít thôi thì nó còn dễ bóc. Cho nên mình gặp phải con này các bạn này, không thể nào bóc được luôn, mà nó vỡ lên bánh đa các bạn, chỉ cạy móng tay vào nó vỡ như này rồi. Thực ra nó chả tác dụng gì để chống vỡ màn hình cả. Nó chỉ chống xước thôi. Thế nên là những cái máy màn hình cong thì khuyên thật các bạn là không nên dán UV đâu. Đây bây giờ mình khách hàng gửi mình cái máy này, mình không biết bóc được kiểu gì đây. Đây, nó có vỡ như bánh đa này, nó vụn vụn như này, các bạn nhìn nhé. Đấy, cường lực UV đây cho màn hình cong đây, thực ra không có tác dụng cả đấy. Bây giờ nó cứ xé ra như này, thì đến bao giờ mới bóc được hết cái màn này mà lại còn răm răm nó chọc vào tay nữa. Thế mình nói thật với các bạn đấy, cường lực UV bỏ, đừng bao giờ dán, khuyên thật các bạn đấy nhé. Đấy, nhiều khi nhỏ keo ở trong này đấy. Đấy, thì chưa nói việc đấy, nói cái việc dán xong ngon lành rồi mới bóc được kiểu gì nhá. Bạn không nên dán cường lực UV nhé.